Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn của mình đi làm bài tập trên Excel nha mọi người nha. Bọn mình đang học tin học Excel nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi vào tính tổng, tính sum của các giá trị bên này nha mọi người nha. Đó, đây, hay tính tổng của các sinh viên vùng X. Đó, thì bây giờ mình bằng sum sum x điều kiện một vùng tính điều kiện một ok chấm phẩy điều kiện hai ok chấm phẩy vào điều kiện 1 thì sẽ là tính x ngoặc bằng 40 ok hai tính tổng ở các vùng y tổng của các vùng y okay. Copy này. Hay tính tổng của sinh viên tên A thuộc X sinh viên A thuộc X có nhiều điều kiện sinh viên tên A này thuộc X này thử xem cái này còn được không nhé mọi người vâng xong if sum if mở ngoặc cộng số gì cộng số hai không phải hàm tính tổng của điều kiện sum x hình như là không phải là như này rồi ok em mình đi kiểm tra lại xem nha mọi người nha. Sum x cộng sum x thì sẽ bằng sum chia sum x. Ok. Sum chia sum x. Điều kiện là
Điều kiện phải không nhiều. P4 04 đến 010. Điều kiện là mở mở ngoặc. Điều kiện là No, không phải rồi. P4 đến P10. Sao không phải nhỉ? P4 đến P10. Tên A thuộc về Y. Tên A sản phẩm, tên A thuộc về X. Khó thế nhỉ mọi người nhỉ? Xem nào, được không nha mọi người. Number
không biết làm rồi mọi người ơi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào một video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người.